Xin kính chào quý khán giả, tôi là Lâm Kim Thu, điều học viên của chương trình tin y học Medical News trong bản tin Hoa thịnh đốn của đài truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, vào đầu tháng 11 năm 2010, Hiệp hội Nghiên cứu về bệnh gan của Hoa Kỳ, tiếng Anh là The American Association for the Study of Liver Disease, đã họp tại thành phố Boston thuộc tiểu bang Massachusetts. Đây là một buổi họp về gan và đặc biệt đã nhắm vào các loại siêu vi trùng gan. Buổi họp đã quy tụ hàng ngàn chuyên viên kỳ cựu về bệnh gan trên khắp thế giới để cùng nhìn lại các tiến bộ, sự hiểu biết cùng các thành tích chống lại các loại siêu vi trùng gan gây ra bệnh gan trong 60 năm qua, từ năm 1950 đến năm 2010. Kính thưa quý vị, bệnh siêu vi gan B và C là những kẻ giết người thầm lặng. Theo tường trình vào tháng 11 vừa qua của Hiệp hội Nghiên cứu về bệnh gan của Hoa Kỳ, thì có hơn 50 triệu người Mỹ bị nhiễm siêu vi trùng gan B và C, mà trong đó 50% trường hợp bị siêu vi gan B là người Mỹ gốc châu Á. Nhiều người trong số này họ không biết họ bị nhiễm trùng cho đến nhiều năm, hoặc cả chục năm sau cho đến khi con siêu vi trùng đã gây nên những ảnh hưởng nguy hiểm, trầm trọng cho lá gan và đến tính mạng của họ. Kính thưa quý vị, trong chương trình tin y học hôm nay và các chương trình tin y học sắp tới, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày về các loại siêu vi trùng gây ra bệnh gan cùng các tin tức mới nhất về các loại bệnh này. Sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng tìm hiểu về đề tài trên qua bác sĩ Trần Văn Sáng, phát ngôn viên của Hội Bảo vệ Sức khỏe của người châu Á, tiếng Anh là The Asian Health Foundation, và hiện nay ông đang hành nghề nội khoa tại thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia. Ông sẽ cho chúng ta biết về các loại siêu vi trùng viêm gan và các tin tức mới nhất về các loại bệnh này. Xin kính chào bác sĩ và xin hân hạnh giới thiệu bác sĩ Trần Văn Sáng đến quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN. Dạ, xin kính chào các khán giả của đài SBTN khắp mọi nơi, đặc biệt đồng hương dùng hoa thịnh đốn, và xin chào cô Thu. Dạ, chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, để mở đầu loạt bài này, xin bác sĩ cho quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN biết cái khái niệm tổng quát về cái chức năng hoạt động của lá gan. Lá gan là một cái cơ phận mà lớn nhất ở trong cái bộ tiêu hóa, và nó nằm ở bên phần phải và ở phía trên. Thật ra chúng ta cũng rất là dễ nhận diện cái đau cho nó. Và cái quan trọng nhất đó là một cái cấu trúc, nó thực sự nó tổng hợp và nó tồn trữ những cái chất mà trong cơ thể như là chất đạm và chất mỡ, và tổng hợp những cái chất để làm đông máu, đặc biệt là vitamin K. Nó sẽ giúp cho nó điều hòa những lượng đường trong cơ thể để mà tùy theo cái nhu cầu nó sẽ thải ra ngoài để giúp cho cơ thể sử dụng. Và đặc biệt nó có một chức năng là sẽ để làm cho giải độc những cái chất mà lỡ chúng ta ăn vào, hoặc là kể cả những cái loại thuốc như vậy. Và nó sản xuất cái chất mật để tiêu hóa chất béo trong cơ thể. Thưa bác sĩ, sau đây xin bác sĩ cho biết có bao nhiêu loại siêu vi trùng gây ra bệnh gan? Thực sự thì về siêu vi trùng gan thì người ta nghĩ là có một vài loại và những cái loại nó khác nhau. Nhưng có cái điều rất là đặc biệt đó là siêu vi trùng những loại rất là nhỏ, nhưng mà nó có là nhiều loại khác nhau, và nó có những cái mang tên khác nhau để chứng tỏ nó khác nhau, tức là siêu vi trùng gan A, siêu trùng gan B, C, D và E. Đó là những loại mà rất thông thường mà chúng ta sẽ có dịp nói trong những chương trình sắp tới. Thưa bác sĩ, có rất nhiều người bị chết vì siêu vi gan C, C. Thưa bác sĩ, có nhiều và rất nhiều người cũng tin tưởng rằng cái siêu vi gan C nó nguy hiểm hơn loại A và B. Thưa bác sĩ, điều này có đúng không? Những cái điều mà người ta nói đó thì cũng có dựa trên một số căn cứ, nhưng mà mỗi con siêu vi trùng nó có những cái đặc tính và nó có cái mức độ gây bệnh khác nhau. Và để hiểu rõ những điều này đó thì xin mời quý vị nhìn lên trên màn ảnh, chúng ta sẽ thấy là siêu vi trùng gan A thì nó ít gây ra những bệnh mà kinh niên và đặc biệt không gây ung thư. Chỉ có loại B và C thì có khả năng gây ra viêm gan kinh niên, cấp tính và ung thư nữa. Siêu vi gan D thì nó chỉ có thể gây bệnh dựa trên sự cộng sinh với cái siêu vi gan B mà thôi. Còn cái loại E đó, tức là loại Y, thường nó chỉ gây sắp cấp tính, và đặc biệt nó gây tử vong rất là lớn ở người phụ nữ có mang, nếu mà mang cái con siêu vi trùng này. Và đặc biệt là đây là cái loại mà có thể gây bệnh cho cả người và cả súc vật nữa, heo, nai và những cái loại mà trong sống ngoài gan giả cũng có thể bị những cái loại siêu vi trùng gan E này. Và chúng ta sẽ có dịp nói về sau.
Dạ thưa bác sĩ, hôm nay chúng ta sẽ nói về siêu vi gan A thôi. Xin bác sĩ cho biết cái siêu vi gan A này, con siêu vi trùng này được tìm thấy ở đâu và cái hình thể của nó như thế nào? Siêu vi trùng gan A là cái loại mà thường tìm thấy ở trong nước và có nhiễm cái phân, tại vì đa số siêu vi trùng nó sẽ từ phân mà nó ra, nó bài tiết ra ngoài và xuống nước. Ngoài ra thì khi nó xuống nước rồi thì con siêu vi trùng này nó có thể tồn tại rất là lâu, nó dùng những cái nơi mà để nó trú ẩn và nó sinh sống, thường thường ở trong cái nghêu sò ốc hến, tức là những cái loại đồ biển mà chúng ta thường ưa thích, thì ra phải cẩn thận là cái nguồn mà của siêu vi trùng là nó nằm ở chỗ đó. Thì bên cạnh đó đó thì quý vị sẽ thấy là nó sẽ lây truyền những cái cách khác nhau mà chúng ta sẽ có dịp nói đến. Tại con siêu vi trùng này nó đặc biệt là nếu quý vị nhìn thấy trên cái màn ảnh đó, thì về phía diện kính hiển thị điện tử thì quý vị thấy những cái điểm xanh đó, đó là những con vi trùng mà được nhìn thấy với một cái cấp độ là chúng ta phóng đại lên cả 100-200 ngàn lần nhân dân. Và cái con mà vi trùng thực sự quý vị thấy là hình ảnh rất là đẹp, nó có một cái vỏ và trong đó nó có cái nhân và nó có khả năng tự sinh sản được và cấp độ rất là lớn. Thưa bác sĩ, như vậy thì cái con siêu vi trùng gan A này truyền bệnh bằng cách nào? Nó truyền bệnh bằng cách là nó sẽ truyền bệnh trong nước, tức là khi chúng ta sử dụng cái nước mà nó có cái con siêu vi trùng trong cái phân của người bệnh mà bị tiếp xúc từ người này với người kia. Thí dụ như những người mà đồng tính luyến ái hay là những người mà xì ke ma túy. Nhưng cái điểm đặc biệt nhất là nhớ là trong cái loại siêu vi trùng này thì những cái người mà làm thực phẩm hay là nấu nướng, hay là họ lấy thực phẩm từ cái những cái nông trại đến, và nếu họ là cái nguồn bệnh hoặc là có người có bệnh thì cái bàn tay của họ sẽ là mang cái mầm bệnh đến. Tôi nhớ là có một lần đó tại Mexico thì có một trận dịch do cái siêu vi trùng gan A này, thực sự do những cái người mà chuyển cái strawberry đó, những cái strawberry đến cho những vùng khác để mà sử dụng, thì họ đã truyền những cái bệnh này. Và đặc biệt là những cái loại siêu vi trùng A này thì thường nó ít khi nào truyền bằng đường máu lắm. Đó là cái điểm sự khác biệt của nó với B và C nhân dân. Dạ thưa bác sĩ, khi một cái người bị nhiễm con vi trùng gan A này thì nó có những triệu chứng gì và làm thế nào để các bác sĩ có thể tìm ra được con vi trùng này trong cơ thể? Rất là đơn giản, thì chúng ta chỉ cần nhớ là những cái loại mà bệnh siêu vi trùng thì thường thì nó đau bụng, nó dùng phía trên phải, phía trên. Đặc biệt người bệnh có cái dấu chứng là vàng da, tức là nhìn cái mặt họ vàng, và đặc biệt cái nước tiểu nó rất là đậm, giống như nước trà đậm như vậy. Chúng ta chỉ nhớ ba cái thôi, tức là bị đau bụng, vàng da và nước tiểu đậm. Thì cái cách mà để chẩn bệnh chỉ cần một cái mẫu máu, thì phần lớn cái trường hợp có thể thấy được là cái con siêu trùng loại nào, A, B, C, D, E, v.v. Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái cách trị liệu. Thì cái loại siêu vi trùng gan A này có thuốc để chữa hay không, và có thể chúng ta có thể chữa được hẳn hay không? Hiện nay có cái điều mà đáng buồn là chúng ta không có một cái loại thuốc đặc trị trong trường hợp mà bị siêu vi cấp tính do siêu vi trùng gan A. Nhưng mà hiện nay với những cái phương pháp mà chữa trị hiện nay thì người ta có thể giúp cho bệnh nhân vượt qua được bằng cách là cung cấp những dịch truyền và cung cấp những chất dinh dưỡng để giúp cho cơ thể nó tự để chống bệnh, và phần lớn các người bệnh nhân có thể hồi phục lại được. Thì có một số rất ít bị tử vong vì cái gan nó bị suy yếu, tại vì có thể hỗn rượu hay là cái gan nó bị hư trước về đây. Thành ra đó là cái điều đáng mừng, và cái điều quan trọng nhất là hiện nay chúng ta có thuốc chủng và chúng ta sẽ có dịp nói đến, tại vì nó rất là quan trọng trong vấn đề mà phòng bệnh. Dạ thưa bác sĩ, như vậy chúng ta phải làm cách nào để mà phòng bệnh một cách hữu hiệu? Phòng bệnh thì trong những cái cơ bản của tất cả những loại phòng bệnh chúng ta sử dụng pháp vệ sinh. Nhưng mà trong trường hợp siêu vi trùng gan A thì cái bàn tay và cách săn sóc của thực phẩm, chúng ta nấu nướng chúng ta phải mang găng tay vào, hay là chúng ta khi mà di chuyển những cái thực phẩm từ cái nông trại đến những cái vùng khác thì phải giữ vệ sinh cái thực phẩm đó. Cái số 2 là chủng ngừa là quan trọng nhất. Trẻ em, người lớn và tất cả người đi du lịch nên cẩn thận, phải chủng ngừa. Và cái chủng ngừa nó còn có một giá trị nữa là khi chúng ta chủng ngừa đó thì có thể áp dụng trong trường hợp mà biết là mình tiếp xúc với con siêu vi trùng, thì chủng ngừa ngay trong vòng 2 tuần lễ có thể bảo vệ người đó để mà tránh những cái trường hợp mà biến chứng nặng do con siêu vi trùng này gây ra. Thưa bác sĩ vừa nói là hiện nay có thuốc chủng ngừa, thì thuốc chủng ngừa này nó có hữu hiệu hay không và nó có thể bảo vệ cơ thể của chúng ta như thế nào? Thuốc chủng ngừa thì hiện nay đó là cái điều rất là mừng, đó là rất là hữu hiệu. Tại vì chúng ta chỉ cần hai liều thôi, cách nhau khoảng 6 tháng tới 1 năm. Và hiện nay có hai loại thuốc chính là cái thuốc mà con siêu vi trùng đã bị chết đi rồi, inactivate.
Và cái loại thứ hai là cái thuốc con siêu vi trùng làm yếu đi nhiễm dẫn còn sống, hiện nay chỉ được sử dụng ở Trung Quốc mà thôi, còn phần lớn trên thế giới đã xài những cái loại mà con vi trùng đã chết đi rồi, rất là hiệu quả. Thì ra tôi khuyên quý vị mà xem nên nhớ điều đó khi chúng ta đi du lịch, và nên giúp cho trẻ con được chủng ngừa thì nó có thể bảo vệ cho mình trong rất nhiều cái tình huống rất là đặc biệt. Thưa bác sĩ, trước khi kết thúc chương trình tin y học hôm nay, xin bác sĩ chia sẻ với quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN những tin tức mới nhất về bệnh gan A hiện nay và trong tương lai thì bệnh này sẽ như thế nào? Thực sự cái hội nghị tại Boston thì nhắc nhở mọi người biết là cái con siêu vi trùng gan đã có mặt và được tả bởi tổ của y học là Hippocrates vào khoảng 400 BC. Và người ta đã biết rất là lâu nhưng mà không hiểu nhiều về con siêu vi trùng này. Cho tới khi những cái kỹ thuật hiện nay cho biết và biết rõ là con siêu vi trùng đó hình thể như thế nào, nó sản xuất như thế nào và có chủng ngừa. Thì ra hiện nay tại 2007 thì mới có một buổi họp thượng đỉnh với tất cả chuyên viên trên thế giới trên 46 quốc gia đến, và họ nghĩ là họ có thể đối phó với con siêu vi trùng này nếu thực sự có thể cung cấp cái thuốc chủng ngừa cho tất cả những quốc gia chậm tiến. Và nếu chúng ta có thể phân bố tất cả những thuốc chủng ngừa này cho những cái trẻ con đó, thì hy vọng là trong một vài thập niên nữa chúng ta có thể tiêu diệt hẳn cái con siêu vi trùng này. Cũng giống như trong quá khứ người ta đã tiêu diệt được cái loại mà siêu vi trùng bệnh polio, tức là bụng gây ra cái chứng mà yếu chân và có tật cái chân cho trẻ con, thì hiện nay hầu như là gần như bị tiêu diệt trên thế giới. Thì đó là cái hy vọng mà tương lai chúng ta sẽ có về con siêu vi trùng này. Chủng ngừa là quan trọng nhất để chúng ta có thể tiêu diệt cái loại mà siêu vi trùng này trong tương lai. Dạ, vì thời giờ có hạn, chúng ta sẽ tạm ngừng buổi thảo luận hôm nay. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời giờ cho chương trình của chúng tôi. Dạ, xin cảm ơn các quý thính giả đã theo dõi chương trình chúng tôi. Và một lần nữa xin cảm ơn cô Thu. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ. Kính thưa quý vị, vừa rồi bác sĩ Trần Văn Sáng đã cho chúng ta biết về bệnh siêu vi gan A. Trong bản tin y học kỳ tới, chúng ta sẽ tiếp nối đề tài này với siêu vi gan B cùng những biến chứng bệnh và cách phòng bệnh cũng như trị bệnh ra sao. Mời quý vị nhớ theo dõi. Hy vọng các thông tin do bác sĩ Trần Văn Sáng cung cấp trong chương trình hôm nay có thể mang đến thêm cho chúng ta một ít kiến thức về chứng bệnh gan. Kính thưa quý vị, đến đây đã hết thời hạn dành cho chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi phát hình hôm nay. Lâm Kim Thu xin kính chào quý vị khán giả và xin hẹn gặp lại trong chương trình Tin Y Học Medical News kỳ tới.